Càng vào mùa nắng nóng, hóa đơn tiền điện của các gia đình càng gia tăng chóng mặt. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát. Điều đáng nói là nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết sử dụng các thiết bị điện như thế nào cho có hiệu quả để vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này? Mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự sau. Tắt những thiết bị điện không cần thiết, giảm thiểu việc sử dụng điện để vận hành các thiết bị làm mát hay thắp sáng. Đó là những giải pháp được ông Trần Văn Đông áp dụng để giảm lượng điện năng tiêu thụ của gia đình trong những ngày nắng nóng này. Trong gia đình mình là thì Covid, dịch Covid thì gia đình tôi là nói chung là rất là chỉ là tiết kiệm điện, cũng là tuổi thì thường thường là khoảng là 8 giờ tầm rưỡi thì mình tắt điện mới đi ngủ sớm. Thứ hai nữa là quạt á, thì dù mình có được 5-3 cái nhưng mà mình dùng 2 cái là tối đa thôi. Còn những cái nguồn điện á, cái gì mà mình cần thiết á là mình dùng, mà cái gì mà mình không cần thiết thì mình dùng gì. Để phong trào tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa, Đoàn Thanh niên phường An Đông đã phối hợp cùng Đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thường xuyên tổ chức lồng ghép nhiều chương trình trực quan sinh động để tuyên truyền đến cán bộ và người dân tổ dân phố. Từ đó bổ sung nhiều kiến thức thú vị cũng như các biện pháp để sử dụng điện an toàn, từng bước làm thay đổi nhận thức thói quen, giúp người dân sử dụng năng lượng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Vấn đề về an toàn điện hiện nay đang là vấn đề rất là cấp bách. Chính vì lẽ đó mà Đoàn phường An Đông đã phối hợp cùng Hội Phụ Nữ, được sự hỗ trợ của Đoàn Công ty Điện lực đã tổ chức các buổi tập huấn về tuyên truyền điện. Hoạt động này thì nó tuyên truyền để các bạn đoàn viên, hội viên về ý thức sử dụng điện an toàn trong mùa nắng nóng này. Sau khi mà nghe về vấn đề mà tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy do tập điện á, thì nói chung là gia đình cũng có nhiều thay đổi. Các cái loại dây điện, thứ nhất là phải là đúng tải. Cho nếu như mà dây, những cái dây điện mà dùng cho những cái ví dụ như là máy điều hòa này, rồi là máy lăn này, rồi là các cái loại mà trọng tải mà về điện là nặng á, thì nói chung là dây á rất là phải lớn, nhưng mà dây nhỏ thì quá tải thì nó sẽ bức, sẽ là cháy. Thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 là khoảng thời gian cao điểm của nắng nóng, lượng điện tiêu thụ cũng tăng cao. Năm nay, tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi người dân đều hạn chế ra ngoài nên nhu cầu sử dụng điện đã tăng đột biến. Theo thống kê từ Công ty Điện lực, 6 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt trên 864 triệu kW, tăng xấp xỉ 3,45% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 6 đạt mức cao nhất trong 4 năm qua, tăng hơn 8,6% so với cùng kỳ. Vì thế, nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho người dân và đảm bảo an toàn sử dụng điện là những biện pháp rất cần thiết. Chúng tôi phát tờ rơi, tuyên truyền để truyền tải các cái nội dung, thì đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác sử dụng điện của quý bà con, như lựa chọn sử dụng các cái dây dẫn để đảm bảo an toàn, để tránh các cái hiện tượng như quá tải, chạm chập điện để xảy ra các cái vụ cháy nổ liên quan về điện đến người dân, để nhằm ngăn ngừa giảm thiểu các cái sự cố và các cái tai nạn đặc biệt xảy ra. Mình làm bên về salon tóc thì nói chung là trong mùa hè đi là điện năng rất là tốn điện, tất cả các dụng cụ như làm tóc, máy móc và quạt này rồi điều hòa mà về điện thì rất là dùng rất là nhiều, nhưng mà mình biết cách tiết kiệm. Ví dụ như khi mà trời nắng lắm thì mình mới dùng điều hòa, mình sẽ bật nhiệt độ cao, sau đó kết hợp với quạt và đóng tất cả các cửa lại. Trong điều kiện kinh tế có phần eo hẹp do ảnh hưởng chung của dịch bệnh, sử dụng và tiết kiệm điện một cách thông minh là cách mà mỗi người, mỗi nhà vừa đảm bảo nhu cầu thiết yếu của mình, vừa thắt chặt chi tiêu trong gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.